Mọi người ơi, mọi người biết đi, nhà sản xuất Vietnam Idol cũng có mặt hôm nay. Mọi người xin một tràng vỗ tay lớn, biết đi không? Gần 2 năm rồi chị ơi, gần 2 năm. Hiếu nhớ tháng 4, Hiếu vào một thằng ở Đức đến, tiếng Việt không sói lắm. Đâu. Xong là vào vòng trong và Hiếu cảm thấy được có quá nhiều người ủng hộ Hiếu, và Hiếu không tưởng tượng được là như nào mà mình có nhiều người mà ủng hộ mình như thế được và trao cho mình tình cảm được. Thật sự các bạn ơi, tất cả kính thưa các bạn viết cho Hiếu, Hiếu muốn cảm ơn, thật sự là cảm ơn. Có thể là Hiếu không trả lời được vì nhiều quá, nhưng mà buổi đêm thì Hiếu có đọc và Hiếu cũng có nghe các bạn nói gì về Hiếu. Và Hiếu cảm ơn tất cả mọi người đến ngày hôm nay, anh chị phóng viên, anh chị nghệ sĩ. And Hiếu cảm ơn ekip ở bên Đức. Hiếu xin phép nói tiếng Đức thì nhá. Alessa, Tanne, Benedix, ich danke euch von Herzen, dass ihr mich unterstützt und mir eure Liebe gebt. Ich liebe euch. Und Hiếu cảm ơn. Ok, chị vừa nãy bảo Hiếu là đừng có gọi tên, nhưng mà Hiếu muốn cảm ơn chị Quỳnh Anh, chị Ân, chị Linh đồng hành cùng với Hiếu cái hành trình này. Nhưng mà lời cảm ơn nhất Hiếu muốn gửi đến tất cả khán giả, tất cả mọi người. K3, các bạn ơi, I love you, this song is for you. Bye.
Gumbaya. Chicken, good to meet you.